Xin thưa các vị, từ thở bé, khái niệm về địa ngục tôi đã nghe, và những tác phẩm có liên hệ đến địa ngục từ 7-8 tuổi tôi cũng được nghe nhắc đến địa ngục qua tác phẩm mà tôi nghĩ là một thời đã rất là đình đám, đó là tác phẩm Cô Ba Cháu Gà. Ai đã từng đọc tác phẩm Cô Ba Cháu Gà đưa tay lên. Xin thưa cũng một vài cánh tay le que. Xin thưa các vị, ngày xưa 8-9 tuổi đọc những tác phẩm này mê ghê gớm, mê không thua chuyện Tây Du. Phải nói là như vậy, mỗi một cái nó có một cách để hấp dẫn mình, và bằng một cái khái niệm của một người Phật tử còn trẻ như vậy, hình dung về địa ngục được viết mô tả qua những cái sự tỉ mỉ mà với cái sức trẻ mình thì không thể phán đoán tư duy phân bua gì được. Nói sao hiểu vậy, từng ly từng tí trong đó thật sự rất là hấp dẫn. Bên cạnh đó cũng có một tác phẩm nói về địa ngục, đó là cái quyển Hồi Dương Nhân Quả. Hai trường hợp nói đến đều giống nhau. Cô Ba Cháu Gà nói đến một cái người phụ nữ, đó là làm nghề cháo gà, và sau khi chết rồi đi xuống địa ngục như vậy vậy, với hình thái thấy như vậy, rồi quay trở về kể lại để người ta ghi chép. Cái đó người ta xem như gọi là địa ngục ký, tức là ghi lại những chuyện của địa ngục. Quyển Hồi Dương Nhân Quả cũng tương tự, nói về một ông nọ cũng có lý do rồi chết rồi cũng đi xuống địa ngục với những hình thái như vậy như vậy. Cơ bản hai cuốn này về mặt mà gọi là giải thích các vấn đề có thể khác nhau một vài tình huống, nhưng cơ bản nhất giống nhau. Như vậy thì những cái tác phẩm này mấy chục năm về trước tôi cũng đã được đọc thời còn rất nhỏ, và bây giờ dường như một trong hai cuốn đó vẫn còn trong cái tủ sách cũ của gia đình tôi. Cũ lắm rồi. Thì lúc đó cái khái niệm địa ngục trong thở bé chúng ta đã được người lớn nói, thậm chí đi chùa chúng ta cũng được nghe nhắc đến, và nhất là chúng ta nhìn hình ảnh ở một số chùa đó đưa ra cái hình ảnh của địa ngục á, 18 tầng địa ngục hay là thập điện minh dương rồi đó, cũng ghi chú ra địa ngục thế này, địa ngục tên kia, địa ngục tên nọ, mỗi một cái địa ngục là có cái ông Diêm Dương tên khác nhau, rồi các loại đầu châu ngục tốt gì đó đầy đủ ở trong đó. Xin thưa các vị, những cái này hồi lúc trẻ mình đã hình dung đầy đủ rồi. Còn như thế nào khi chúng ta lớn lên, dường như chúng ta cũng vẫn không thay đổi nhiều. Nhưng mà thay đổi được hay không là do khi chúng ta học Phật. Phải nói là như thế. Tôi lớn lên khi chưa có trải qua các trường lớp Phật học, tôi cũng không cần thiết phân bua nhiều, cứ đinh ninh rằng các việc là như thế thôi. Bên cạnh đó một vài tôn giáo cũng đưa ra những hình thái về địa ngục và cái cách lý giải địa ngục, như người ta đưa ra cái hình thái hạnh phúc an lạc của những tín đồ mà ngoan đạo hay là những cái đời sống tốt sẽ được lên thiên đàng, và những người mà không tốt có vẻ chống đối hay không có niềm tin hay gì đó là đày xuống quả ngục. Cũng là những cái hình thái đối chọi nhau giữa cái thiện và ác, giữa hạnh phúc và khổ đau, và đưa ra như vậy để mà một phần giáo dục các tín đồ của họ, để góp phần xây dựng cho con người có ý thức hơn, biết sợ tội, biết sợ hậu quả khổ đau đó đó, mà người ta sẽ hạn chế rất nhiều về các hành vi gọi là sai trái trong giáo lý của người ta hay là trong bổn phận làm tín đồ của những tôn giáo khác. Cơ bản là như vậy. Và riêng đạo Phật của chúng ta, dĩ nhiên trên kinh điển có đề cập như thế nào thì thật sự mà nói chưa, rất ít các Phật tử của chúng ta có cơ hội tiếp cận để tìm hiểu sâu sắc về vấn đề này. Cũng vì chỗ đó mà thời gian qua trong nội bộ Phật giáo của chúng ta thôi đã gây tranh cãi sôi nổi luôn, nảy lửa luôn. Cũng là những người xuất gia lại cho rằng là không có địa ngục. Rồi cũng một số những người có như đồng quan điểm đã tạo nên cái mà gọi là vấn đề mâu thuẫn tranh cãi nhau. Một số người theo truyền thống bằng niềm tin đôi khi chưa nghiên cứu, cũng chưa xác định, nhưng mà qua những tác phẩm mà đừng đọc hay là nghe một số bài thuyết giảng cũng từng nghe, hoặc một số trường hợp là chúng ta tìm hiểu đâu đó, thì chúng ta cũng in trong trí mình về một cái niềm tin về một cái địa ngục như thế, và chúng ta đã
phản ứng lại những người là cho không có. Và đôi khi trong tự thân của Phật giáo, chúng ta lại dùng những từ rất khó nghe để chúng ta dùng cho nhau về một vấn đề mà đúng ra không nên cần thiết bàn và không nên tranh cãi nhiều như vậy. Có những người lý giải các vấn đề địa ngục, và đặc biệt nhất là người mà cho địa ngục không có đó, thì họ nói rằng cái địa ngục này chỉ nói lên những trạng thái của tâm thôi. Trong tâm họ đưa ra cái quan điểm là 10 pháp giới. Trong 10 cõi pháp giới của tâm gồm có tứ thánh và lục phàm. Tứ thánh gồm có Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, coi như là 4 cõi thánh này người ta cho là những trạng thái của tâm thánh thiện, cao thượng, giác ngộ, thanh tịnh. 6 cõi phàm còn lại là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 6 hình thái này người ta cũng cho là những cái bất thiện từ mức độ tương đối, cho nên những cái bất thiện sâu sắc hơn là nằm trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì người ta cho trạng thái khác nhau của tâm để xác định đó là địa ngục của tâm mà thôi. Người ta cho là như vậy. Một số người thì cũng không tin theo dạng địa ngục như một nguyên tắc vật lý, hay là như một thế giới có sự tồn tại như đã từng được mô tả trong một vài cái kinh điển, thì người ta cũng cho rằng là địa ngục để nhằm đến phản ánh cho tất cả các tình huống khác nhau của cái trần thế này, là những người, ví dụ bây giờ những người bị ở tù, bị hành hạ, những người bị hãm hại, những người bị áp bức khổ đau, những người bị rơi vào trong sự cùng cực của sự hãm hại nào đó, hay là cái sự giết chóc dã man nào đó, người ta cho những hình thái đó để phản ánh cho ý nghĩa của địa ngục tại trần gian. Và như vậy địa ngục đề cập đến để nói lên những hình thái bất như ý, khổ đau đầy oan trái tại trong hình thái của thế giới loài người thực tế như thế này. Và một số người đã phê bình cái bản kinh Địa Tạng. Ai ở đây từng đọc bản kinh Địa Tạng rồi đưa tay lên coi. À, xin cảm ơn các vị, rất nhiều người đã được đọc tới bản kinh này. Phải nói đối với Bắc truyền Phật giáo, hay là nói là một cái từ là Đại thừa Phật giáo, là chúng ta đã sử dụng bản kinh này, đa phần chúng ta sử dụng trong các tình huống nào? Kỳ siêu, đúng rồi. Chúng ta dùng bản kinh Địa Tạng để đọc trong những trường hợp kỳ siêu, khi là ma chay, khi là tuần thất, khi dỗ quải, nói chung là có tính cách cúng cho những người sau khi qua đời. Chúng ta dùng bản kinh này và xem như đó là một cái bản kinh rất là quý báu, như bản kinh vàng trong cái việc tiếp độ những chúng sinh sau khi qua đời có cơ hội nương tựa một chút phước báo nào đó để được tái sanh vào cảnh giới an lành, hoặc ít nhất là cũng giúp cho người này chuyển hóa bớt nỗi khổ đau trong địa ngục mà như kinh đã miêu tả. Và như vậy một số người cho rằng là Trung Quốc tự dựng lên, ngụy tạo, phịa ra để lừa đảo, lường gạt. Và xin thưa các vị, những từ ngữ này tôi rất đau lòng, đau như là ai lấy dao cắt vào trong con người của mình. Và nếu một cái khả năng học Phật khiêm tốn như tôi chưa phải là một người học Phật gọi là sâu hơn ai cả, bình thường thôi, là một thầy tu có cơ hội được về trường lớp, cũng được Chư Tôn Hòa Thượng dạy dỗ nhiều năm học tập, và với khả năng nghiên cứu của mình thì tự thân tôi có một sự đánh giá: Trung Quốc dù là ai cũng chưa đủ khả năng để tự sáng tạo và phịa ra một hình thái địa ngục hay là một quan điểm trong kinh Địa Tạng như vậy. Mà tôi nói là các vị sư Trung Quốc không đủ khả năng để ngụy tạo như vậy đâu. Rất có thể cái bản kinh Địa Tạng là được chấp giá nhiều giai đoạn khác nhau trong nhiều bản kinh khác nhau để hình thành nên bản kinh Địa Tạng, xem như là các tổ Trung Hoa đã dựa vào các văn bản để biên tập lại, có tính cách là hệ thống cho nó phù hợp với những cái nguyện vọng mà những người muốn đưa ra một bản kinh này. Cái đó tôi chấp nhận. Rồi đưa ra hình ảnh của một vị Bồ Tát là Địa Tạng. Đây là một vị Bồ Tát hoàn toàn được người Trung Quốc sáng tạo, mang cái nghĩa gì đó cơ bản nhất là về tính thiện thôi, như một phương tiện để giúp cho chúng ta có một cái hướng để mà bám trụ vào trong cái việc mà cầu cúng nguyện vọng cho nhu cầu tín ngưỡng của giới bình dân
hay là những người đang đau khổ bị người thân qua đời đó, thì cái trường hợp đó tôi nghĩ có một chút nào đó. Còn trên cơ bản nội dung của Kinh Địa Tạng sau này khi tôi trình bày, các vị sẽ cảm thấy rằng một khi ai đã dò đoán điều đó, có nghĩa rằng người này chưa bao giờ nghiên cứu và đọc hết các tạng kinh của Phật giáo, nhất là những văn bản gốc. Các bản kinh mà thuộc về là văn hệ gốc từ Bali cho đến Sanskrit, nói hẳn là như vậy luôn. Chứ đừng nói là khi đọc qua bản chữ Hán thì chúng ta cứ cho rằng đây là sự ngụy tạo của người Trung Quốc. Ở đây tôi không binh về cái việc gì cả. Chúng ta đừng có cập nhật các vấn đề khác, dòng cái vấn đề chính trị gì vào trong này. Phật Pháp không có bị giới hạn bởi các vấn đề đó. Các vị mà chư tôn đức hòa thượng, các bậc cao tăng thạc đức không dính líu đến các vấn đề đó. Một khi quý ngài đã truyền pháp là không biên giới. Cho nên ở đây chúng ta hãy đặt ra tất cả các vấn đề một cách giới hạn qua một bên, mà chúng ta muốn tìm hiểu về một cái gốc gác kinh điển Đại Thừa như thế, và để nhằm giải mã các vấn đề mà chúng ta đã từng phân vân trong tâm thức, cũng có lời qua tiếng lại trong thời gian qua. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề. Như vậy tôi muốn đi sâu hơn vào trong cái vấn đề chia sẻ, thì trước hết muốn hiểu địa ngục có hay không, như thế nào, thì chúng ta cần phải giải thích hay là định nghĩa về cái chữ địa ngục này. Và dĩ nhiên khi nói chữ địa ngục, tất cả chúng ta đều biết. Hiểu hết không? Nói địa ngục là hiểu không? Hiểu không? Hả? Hỏi vài người để biết hiểu không à? Ừ. Thầy hỏi cô đang ghi chép chép đi. Địa ngục là gì? Cứ nói đại đi, không sao cả. À. Rồi rồi, thầy cảm ơn cô. Cho chàng pháo tay ủng hộ. Cơ bản nhất thì cũng hiểu. Tôi biết ở đây ai cũng hiểu. Ai nhìn tôi kỹ tôi gọi người đó. Giờ không ai dám nhìn nữa. Thầy mời cô áo nâu phía trước này đi. Địa ngục là để xét xử những người có tội lỗi ở trên trần gian, này sau này xuống thì sẽ bị xử tội theo tùy tội mình đã gây lên trên trần gian này. Rồi, cảm ơn cô, cho chàng pháo tay động viên. Thầy mời anh 1, 2, 3, 4. Thầy, theo con thì nghĩ rằng địa ngục là nơi u tối, bóng tối, không phải là ánh sáng, và nơi tận cùng của sự đen tối. Vì chúng ta, con nghĩ đơn giản là địa ngục không phải là trần gian. Thầy cảm ơn. Anh nói chính xác vậy. Địa ngục không phải trần gian. Giống như những tinh tú khác, không phải là trái đất này. Rồi thầy mời cô thêm người nữa thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Con xin kính bạch thầy ạ, con dâng lời tác bạch ạ. Theo như con hiểu biết ạ, của cá nhân con ạ, thì con nghĩ là tất cả những cái việc gì mình làm ác, mình làm những cái điều không tốt, mình mang những đau khổ cho chính bản thân mình ạ, là ngay lúc đó địa ngục ngay hiện tại trong mình ạ. Rồi, thầy cảm ơn cô luôn. Dạ, A Di Đà Phật. Nói chung trên cơ bản nghĩa đen và nghĩa bóng các vị giải thích như vậy cũng đã tương đối đủ rồi. Thì như vậy ở đây tôi muốn nói với các vị, tôi bây giờ cũng giải thích lại những điều các vị nói thôi. Tôi cũng rất cảm ơn các vị giải thích hộ tôi, nhờ vậy mà tôi khỏi lật sách đọc lại. Như vậy thì ở trên đây chúng ta thấy rằng chữ địa ngục, chữ này hoàn toàn là Hán Việt. Và chữ này được phiên dịch, tức là nếu mà gọi là phiên dịch từ cái chữ gốc của Bali hay là Sanskrit, đó là chữ Niraya hay là Naraka. Nếu Bali thì Naraka, còn nếu Sanskrit là Nitaya. Như vậy chữ địa ngục này được định nghĩa từ cái tiếng Phạn
ban đầu. Và nếu chúng ta được hiểu theo một cái nghĩa đen của Việt Nam, địa là gì? Là đất. Ngục là gì? Những tù ngục ở trong đất hay là trong lòng đất. Như vậy với cái giải thích này làm cho con người ta bị vướng vướng một cái gì đó. Có nghĩa là dưới mặt đất chúng ta đang ở thì nó lại có những thế giới nào của chúng sinh trả nghiệp trong lòng đất á. Xin thưa các vị, chữ địa ngục nó không mang cái nghĩa để chỉ cho một thế giới trong lòng đất, mà phải nói rằng cái chữ địa ngục nó mang cái nghĩa giống như hồi nãy anh này đã giải thích. Đó là một thế giới tối tăm, chúng ta phải gọi là cõi địa ngục mới đúng. Mang cái nghĩa khổ cụ, đầy đủ tất cả mọi điều thống khổ. Mà như chúng ta thấy những hình thái ở các chùa minh họa cho chúng ta, thật sự không ai tự sáng tạo được như vậy đâu. Phải dựa vào một cái gì đó người ta mới biết để hình dung ra những cái vấn đề như thế. Thì một lát nữa tôi sẽ trình bày sâu hơn cho tất cả các vị thấy. Như vậy cơ bản nhất là địa ngục là một trong ba con đường ác, hay là trong ba con đường khổ đau mà Đạo Phật từng nhắc đến, hay một cái từ chuyên môn là tam đồ khổ. Tức là ba con đường mà đau khổ của những chúng sinh mà gọi là nhiều sai lầm, nhiều tội ác, là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Trong ba hình thái chịu cái trả quả báo đau khổ này, địa ngục đứng đầu. Chúng ta thấy hình thái súc sanh là những loài súc vật mà bị sự hành hạ của con người, phục vụ bữa ăn của con người, chúng ta đã tê tái hết rồi. Xin thưa các vị, tôi đi dọc con đường, tôi thấy những nơi mà bán thịt chó, thịt cầy gì đó, thật sự đó là diện sinh hoạt của chúng ta. Tôi không cần đặt vấn đề, nhưng cái cảm xúc của tôi nhìn thấy chúng sinh chuẩn bị, đây có nhà là chuẩn bị lên cái bàn ăn của mọi người này cái nọ, tự nhiên lòng mình xe thắt một cái gì đó tê tái. Dĩ nhiên chuyện đó tôi không động chạm đến, vì việc đó là nhu cầu của các vị, là quyền tự do của các vị. Nhưng tôi nói cảm xúc của chúng ta khi nhìn những con trâu, con bò, con gà, con vịt, con heo gì đó, tất cả những chúng sinh này phải trả dai theo nguyên tắc của nhân quả để phục vụ bữa ăn, lòng chúng ta đã tê tái hết rồi. Một hình thái như vậy đã là như thế, nhưng đừng nói rằng hình thái đó là của loài đó. Hình thái đó tất cả chúng ta nếu có quan trái nhân quả thì chúng ta đều phải kinh qua. Và rất có khả năng đời chúng ta trong vô lượng kiếp đã từng kinh qua rồi, chẳng phải là chưa. Mà nếu đã nhìn hình thái của một chúng sinh súc sanh là mình đã thấy ngợp rồi. Có người không ăn chay nhưng mà khuất mặt khuất mài thì ăn được. Nhưng mà nhìn thấy người ta sát sanh để có một bữa ăn, người ta cũng đau lòng, cũng tê tái về mặt lương tâm, cả cảm giác của con người. Tôi nói thật với các vị, rất nhiều người nếu tự chứng kiến như vậy, người ta sẽ không bao giờ ăn được. Phải nói là như thế. Cho nên cái việc này tôi không cần bàn sâu thêm, tôi đã chia sẻ với rất nhiều các bài giảng khác rồi. Vậy thì chỉ cần một hình thái của một chúng sinh súc sanh là cái chúng sinh gần gũi với chúng ta, chúng ta có thể thấy biết được đó. Còn các loài khác mà chúng ta biết máng máng, đó là ngạ quỷ, mà chúng ta hay nhận thức qua các hình thái mà chúng ta hay gọi là vong linh gì đó, thì cái này có thể chúng ta nói máng máng nhưng mà chưa phản ánh đúng. Thì tôi cũng cho rằng chúng ta có một máng máng. Còn một loại chúng sinh nữa chúng ta rất khó có cơ hội tiếp cận, đó là chúng sinh trong địa ngục. Bởi vì những chúng sinh này không có cơ hội để cho cái một cái thế giới nào tiếp cận mọi thứ đâu. Và cái một lát nữa các vị sẽ cảm nhận được rằng những điều này Đức Phật nói như thế nào. Xin thưa các vị, về mặt cơ bản là địa ngục là một nơi tối tăm, mang cái nghĩa là vô minh nữa. Về cái nghĩa mà nghĩa bóng của nó là chỉ cho vô minh, chúng sinh nhiều ác nghiệp che đậy, vô minh đến độ mà không còn một chút nhận thức về tất cả các vấn đề để mà có thể thay đổi mình, có thể hướng thiện. Nó còn mang cái nghĩa đó nữa. Còn cái mang cái nghĩa đen như một cái hình thức là chúng ta đã bị trả nghiệp trong một hoàn cảnh đó. Thật sự hoàn cảnh đó là một thế giới. Và có rất nhiều người thắc mắc rằng khi giải thích địa ngục vậy, các vị hỏi địa ngục ở đâu? Xin thưa các vị, trước mắt tôi nói rằng Đức Phật không tạo ra địa ngục. Phải nói là như vậy. Và Đức Phật cũng không tự sáng chế ra địa ngục. Bởi vì Đức Phật không phải là con người để tạo cái bẫy đó cho chúng sinh để trả quả báo. Không phải là như thế. Mà Đức Phật là người thấy biết tận cùng của tất cả mọi vấn đề. Và trong vô số thế giới này, Đức Phật nhìn thấy thế giới của những chúng sinh mà tạo nhiều ác nghiệp rơi đọa vào. Cái đó là thế giới được giải thích là địa ngục.
Như vậy, cái thế giới địa ngục này nó nằm ở đâu? Cơ bản nhất đối với người vật lý của chúng ta như là một thế giới ảo. Còn thực tế của những chúng sinh như thế, đó là thế giới của nghiệp lực. Tất cả chúng sinh nào có nghiệp lực như vậy thì cùng cộng hưởng trong một môi trường như vậy, cùng cộng nghiệp như vậy và chấp nhận những cái niềm đau nỗi khổ như vậy. Cũng giống như ai sai trái pháp luật ở mức độ phải vào tù thì cùng giống cái mức độ tội nào thì chúng ta sẽ nằm trong một phạm vi đó. Người không tội không có ở trọng. Cơ bản là như vậy. Như vậy thì thực tế ở xã hội trần gian thì những chúng sinh nào cộng nghiệp nó mới giống nhau như vậy. Cũng như giống như tôi nghĩ rằng cộng nghiệp nó giống như cái nghề chung của chúng ta vậy đó. Giống như ở Hà Nội tôi thấy có rất là nhiều hàng nè, hàng thiết, hàng gì đó, hàng đồ mã, hàng nhôm, hàng gì không biết có không, tôi nói đại không. Tôi thấy nhiều hàng quá tôi không nhớ. Hàng trà, hàng bánh gì đó, có không? Tôi nói đại. Thì ở đây hàng như vậy có nghĩa là tôi thấy nguyên một cái vùng đó, cái xóm đó họ bán một loại hình giống nhau thì người ta gọi là hàng. Thì ở đây cái hàng đó đó thì người ta làm một cái nghề giống nhau thì người ta chung trong cái hàng đó. Vậy thì ở đây nghiệp của chúng sinh giống nhau thì chung trong một môi trường tương đương. Cái này không ai hẹn với nhau. Không phải một người A hẹn một người B để có mặt nơi đó. Chúng ta không có lý do để hẹn như những đôi tình nhân chiều nay chủ nhật ngày riêng mình, cho nên hẹn quán chè nào đó hai người xúm nhau đến đó cùng đúng hẹn. Không có cái đó. Mà cái này không hẹn mà gặp, gặp trong đúng cái môi trường tương đương như vậy. Đó là nghiệp dẫn. Đó là nghiệp dẫn. Cho nên các vị nên nhớ, Đức Phật không tạo ra địa ngục. Đừng nói rằng địa ngục này do ông Phật đặt ra để hăm dọa, để thưa các vị. Ông Phật không có phịa ra cái gì hết trơn. Trời. Cho nên tôi mới có cảm giác rằng có những người nói là địa ngục có hay không. Tôi cho rằng cái câu hỏi này tôi có cảm giác giống như hỏi không khí có hay không, và hỏi không khí có ở đâu. Và cái thắc mắc nó y chang như vậy đó. Rồi cái thắc mắc địa ngục có hay không, tôi cảm thấy giống như nhân quả có không, tội phước có không, luân hồi có không, nghiệp báo có không. Tôi cảm giác như vậy. Đừng bao giờ gắn thêm rằng Đức Phật chế ra một cái gì. Đức Phật không chế ra cái gì hết á. Một con người giác ngộ, một người thấu suốt toàn diện, thấy cái gì nói cái nấy cho chúng ta, chứ đừng có nói rằng các vấn đề đó là Đức Phật đặt ra cái này cái kia như thế. Các vị biết rằng khi đặt vấn đề là chúng sinh nào có thể đi được đến địa ngục, kinh Địa Tạng đề cập phản ánh đúng với tư tưởng của Phật giáo. Có hai hạng chúng sinh có thể đến được địa ngục. Một là thần thông, hai là nghiệp lực. Như vậy chúng sinh nghiệp lực là chúng sinh tạo tội giống nhau để rơi vào trong một môi trường trả nghiệp giống nhau. Và nếu chúng sinh nào tạo nghiệp của địa ngục thì phải tái sanh vào địa ngục để trả nghiệp với một hình thái giống nhau như vậy. Và một hạng chúng sinh khác có thể đến đó được là thần thông. Nếu cái người đó bằng cả một sức thần thông, bằng một sự tu tập, bằng một sự thiền định, người đó có thể trải qua được điều đó, có thể đến đó được. Và vì vậy trong kinh điển cũng đã từng nêu, Đức Phật đã từng có lần đã dẫn người em cùng cha khác mẹ của mình đã đến địa ngục. Cái này các vị đã từng đọc trong kinh điển Phật giáo có đề cập mà. Đúng vậy, hoan nghênh câu đó, một tràng pháo tay giùm tôi. Ít ra các Phật tử cũng đã có tự nghiên cứu. Trong kinh đã nêu lại một lần khi Đức Phật trở về kinh thành để thăm, thì ngay đúng vào thời điểm của em trai mình là cùng cha khác mẹ, tức là Nang Đà, con của cái bà Di Mẫu Maha Ba Xà Ba Đề đó. Như vậy thì trong cái ngày đó là ngày hôn lễ của Nang Đà. Rồi Đức Phật khi mà trở về kinh thành, Đức Phật thọ trai, rồi Đức Phật quay trở về tỉnh xá, nhưng mà Đức Phật không có ôm cái bát theo. Tức là quay rồi để cái bát đó. Nang Đà là người mà lúc mà Đức Phật về kinh thành đó, Nang Đà là người xin theo hầu Đức Phật. Và vì vậy thấy Đức Phật để cái bát đó cho nên ôm đi theo. Và trong lòng nghĩ rằng ôm để đưa Đức Phật tới cửa thành thôi, Đức Phật tự về tinh xá mình quay lại cái chuyện của mình chứ, mình đang đám cưới mà. Nhưng mà các vị biết rằng Đức Phật có ý tưởng muốn độ Nang Đà. Sau khi mà Đức Phật cố ý để cho Nang Đà ôm cái bát,
Cho nên Đức Phật đi, đi tới cửa thành mà Đức Phật cũng không nhắc gì chứ. Nang Đà nôn nóng, người vợ đứng ở trên lầu gác gọi vọng xuống, người vợ đang cưới đó mà: Nang Đà hãy mau về với em nhé. Các vị biết, càng nói như vậy Nang Đà càng sốt ruột và càng nôn nóng, trong rằng Đức Thế Tôn à, ngài quay lại, ngài nói đưa cái bát đây cho ta, hay là đưa cho A Nan giùm ta, thế thế. Mà trong hoài Đức Phật cứ nín thinh đi hoài. Nang Đà không dám nói, vì tôn kính Đức Phật không dám nói cho ôm theo. Thì Đức Phật ra khỏi kinh thành lại càng nôn nóng nữa, quay lên nói: nàng yên tâm, ta cố gắng về sớm. Nói dối cho nè cái người vợ sắp cưới an tâm, người vợ đang cưới đó mà. Xin thưa các vị, vậy mà cuối cùng Đức Phật vẫn im lặng đi. Nàng Đà ôm bát theo, ôm cuối cùng ôm về tới Tinh Xá luôn. Sau khi ôm về tới Tinh Xá, Đức Phật lúc đó mới bảo A Nan Đà ở lại đây ít hôm, Đức Phật có việc cần nói. Thật sự mà nói, tôi nghĩ cái này quy danh Đức Phật lớn quá chứ. Không phải quy danh Đức Phật là có chuyện lớn á. Chơi cái trò này là chơi trò kỳ lắm, đúng không? Cho nên là tôi nghĩ rằng lúc đó A Nan Đà rất là đau khổ nhưng mà không dám nói. Bao nhiêu hôm ở đó là giống như thời gian dài cả năm như thế. Giận hờn hai hôm dường như một tháng mà. Nhớ nhung hai hôm càng lâu hơn nhiều. Xin thưa các vị, chính vì cái thời điểm đó Nang Đà nôn nóng, buồn bực, khó chịu, cảm giác bất mãn nhưng không nói ra. Cuối cùng Nang Đà xin Đức Phật để trở về. Đức Phật nói: ta có cái công việc để đi, ta muốn dẫn ngươi theo. Bây giờ ta muốn dẫn ngươi lên cõi trời, ngươi có chịu đi không? Thì lúc đó giữa cái việc đang là và việc cõi trời, nó cũng hai cái vấn đề mà tò mò kích thích nó giống nhau. Ở đây cũng gán chấp nhận là đi với Đức Phật về điều đó. Tôi kể tắt thôi. Trên đường đi, bên đường có một con khỉ già. Đức Phật hỏi Nang Đà: con khỉ già này với vợ ngươi ai đẹp hơn? Nói kiểu này là nó thật sự chạm từ ái ghê gớm, đúng không? Nang Đà lúc đó cũng vẫn tự hào nói với Đức Thế Tôn rằng dĩ nhiên là vợ con đẹp hơn rồi. Trời ơi, vợ con là cành vàng lá ngọc mà Đức Thế Tôn so sánh với con khỉ già. Tự ái lắm nhưng mà không dám nói hơn. Đức Phật không nói gì. Rồi cuối cùng khi dẫn A Nan Đà lên tới cung trời, và Đức Phật mới nhờ các thiên nữ dẫn cho Nan Đà đi tham quan. Thì khi lúc mà các thiên nữ bước ra bên ngoài đón Nan Đà, thì Đức Phật mới hỏi: này Nan Đà, vợ ngươi với các thiên nữ này ai đẹp hơn? Lúc đó A Nan Đà xấu hổ mới nói với Đức Thế Tôn: dạ bạch Đức Thế Tôn, đem vợ con mà so với các thiên nữ thì cũng giống như đem khỉ già so sánh với vợ con. Và lúc đó Nang Đà tự nhiên quên đi người vợ ở kinh thành rồi. Và bắt đầu các thiên nữ mới dẫn cho Nang Đà đi các nơi. Và trong đó đặc biệt nhất là đi từng phòng, phòng nào cũng có người này, người kia, người nọ, và có các thiên nữ hầu. Riêng một cái phòng không có ai, Nang Đà mới hỏi các thiên nữ: phòng này của ai vậy? Và các thiên nữ mới nói rằng: phòng này theo tôi được biết, đó là để dành cho một cái người em của Đức Phật tên là Nang Đà. Nếu người đó chịu tu hành, chịu làm nhiều phúc đức, chịu tu tập tốt, mai này sẽ tái sanh về đây hội ngộ cùng chúng em ở phòng này. Lúc đó Nang Đà mới nói: ta nè, ta là Nang Đà nè. Nói này cảm giác giống Chư Bát Giới. Xin thưa các vị, lúc đó Nang Đà cảm thấy rằng ở cung trời tất cả mọi thứ nó thù diệu, nó thắng đẹp gấp trăm ngàn lần so với những gì mà tại hoàng cung của Nang Đà. Và lúc đó tự nhiên những ý niệm của trần gian, lúc đó Nang Đà đã tự có tính cách là từ bỏ. Và lúc đó sau khi ở trên cõi trời rồi, Đức Phật mới dẫn xuống: này Nang Đà,
ngươi cùng với ta đi tham quan một chút nơi địa ngục. Thì khi mà Nang Đà đi theo Đức Phật xuống địa ngục thì những cảnh tượng của địa ngục hiện ra. Phải nói rằng Nang Đà rất là khiếp sợ. May là đi bên cạnh Đức Thế Tôn, còn bằng không là Nang Đà không thể nào đứng vững để đi trong những cái trường hợp như vậy. Thấy từng cảnh tượng như thế như thế, một thế giới như thế như thế, những chúng sinh đọa đày với những hình thái khổ đau ghi gớm như vậy, mà trong kinh diễn tại là Nang Đà là râu tóc dựng ngược để nêu là như vậy. May nhờ thần lực của Đức Phật cho nên Nang Đà đi theo và đi các nơi đều thấy, nơi nào chảo dầu sôi, nơi nào hình thái gì đó đều có những chúng sinh rơi vào trong đó hết. Nhưng mà đi thấy có một chảo dầu sôi để trống, lúc đó Nang Đà mới hỏi với cái ngục tốt kế bên, nói sao ta thấy chỗ nào cũng có người mà thọ tội ở trong đó, còn sao này đang sôi mà không có ai chứ vậy? Thì lúc đó một cái vị ngục tốt ở trong đó mới trả lời với Nang Đà rằng, ta cũng được biết rằng cái chảo dầu sôi này đợi chờ cái người em của Đức Phật tên là Nang Đà. Nếu mà người đó không lo tu hành, người đó không lo tạo phúc đức, người đó không có sống lương thiện tốt, thì chảo dầu sôi sẽ đợi người đó xuống đây ta thải vào. Lúc đó A Nang Đà, trời đó. Lúc đó không dám nói ta là Nang Đà nè. Ở trên trời thì dám nói ta là Nang Đà, xuống tới đó không dám nói nữa. Và lúc đó xin Đức Thế Tôn ơi trở về nhân gian. Như vậy thì qua mô tả này trong kinh điển diễn tả lại thì chúng ta thấy cái gì? Đức Phật là người có thần thông mới đi được vào những thế giới như vậy. Còn lại một chúng sinh nữa có thể đi được bằng thế giới đó mà khỏi cần tu, đó là gì? Những chúng sinh là tạo nghiệp địa ngục đó thì tự nghiệp dẫn vào mà khỏi cần bất cứ một thần thông nào. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong kinh diễn tả lại rất đầy đủ về hình thái địa ngục và cái thế giới địa ngục. Và thế giới địa ngục này nó không phải là thế giới như của chúng ta đang sống. Như hồi nãy anh lại nói rất đúng, đó là một thế giới không phải nằm trên trái đất của chúng ta. Về cái mặt nghĩa bóng ám chỉ cho tất vấn đề khổ đau tại trần gian này, chúng ta có thể phản ánh một điều là những chúng sinh đó đau khổ như trong địa ngục thì cũng có khả năng. Nhưng mà hoàn toàn không phải một thế giới đó, hay là không phải cái cách trừng phạt như vậy. Bởi vì chúng ta khổ đau trên cuộc đời, ví dụ mà nhiều chúng ta bị hành hạ trong thời gian ngắn chúng ta sẽ chết. Nhưng mà địa ngục không lẽ cho chúng ta chết được. Nguy hiểm là cái chỗ đó, tức là chúng ta không thể chết được. Ví dụ chúng ta đọa vào trong thế giới địa ngục với thời gian bao lâu thì tới hết thời gian đó chúng ta mới có cơ hội để tái sinh. Chứ không thể nói rằng là ở đây chúng ta sống bằng cơ thể vật lý, sự hành hạ nào quá sức chịu đựng chúng ta có thể là chết đi. Thì cái chết đi đó vẫn làm cho chúng ta hạnh phúc. Thà chết như vậy vẫn hạnh phúc hơn chịu chấp nhận khổ đau và đọa đày. Nhưng trong địa ngục muốn chết cũng không chết được. Kinh Địa Tạng diễn tả lại rất chính xác với những bản kinh từ ngàn xưa. Rồi để một lát nữa có văn bản tôi in ra đây cho các vị, và tôi đọc cho các vị một số trích đoạn thôi. Như vậy là cơ bản nhất là những chúng sinh nào có thể rơi vào trong địa ngục là như thế. Và tôi mở cho các vị thêm một điều là khi nào địa ngục còn và khi nào địa ngục hết. Và địa ngục có với ai và địa ngục không có với ai. Dường như cái này, cái bài giảng trước là cái bài giảng là làm gì để hết tội, tôi có đề cập đến một chút rồi. Có nghĩa là ở trong kinh này diễn tả địa ngục đối với những chúng sinh nào, địa ngục còn đối với những chúng sinh còn nhân quả, còn tạo ác nghiệp. Và địa ngục hết với chúng sinh nào? Địa ngục hết với chúng sinh là đã chấm dứt về nhân quả, chấm dứt về luân hồi, chấm dứt về tái sinh. Cho nên có những người thỉnh thoảng đọc trong những cái đoạn kinh nói về những chúng sinh này không còn tái sanh vào trong thế giới đó nữa, và thế giới đó không còn chi phối, hoặc tự thân của người đó không còn cần thiết, và nhìn tất cả thế giới như một Phật cảnh thế thế. Thì cái đây là để chỉ cho những cái chúng sinh tu hành giác ngộ giải thoát, như các Đức Phật hay là các Bậc Thánh, hay những người giác ngộ hoàn toàn, những người chấm dứt con đường luân hồi tái sanh, những người không còn những nhân tố tái sanh. Nhưng mà một người giàu mà tái sanh cõi trời
thì hình thái địa ngục vẫn còn. Tại còn trong phước báo thì còn trong nghiệp cảm. Nên nhớ là như vậy. Cõi trời là chúng sinh ở trong phước báo, chứ không phải là cõi trời là chúng sinh hết phước, hay là cõi trời là chúng sinh một cái gọi là thù diệu nào đó ngoài phước báo. Không có. Dù chúng sinh cõi trời vẫn là chúng sinh phước báo nha các vị. Mà cái gì phước báo thì cái đó vô thường. Tức là một chúng sinh cõi trời có thọ mạng dài lâu, có thể sống lâu, sống một nhu cầu rất là cao, nhưng cũng tồn tại theo phước báo. Khi hết phước báo vẫn tái sanh vào các thế giới thấp hơn. Thậm chí có những kinh điển mô tả là những chúng sinh cõi trời hết phước đọa một lần thẳng xuống địa ngục luôn. Như vậy chúng sinh cõi trời hình thái địa ngục vẫn còn, chẳng qua là phước báo nằm ở mức độ của chư thiên, thành ra không bị chi phối nơi địa ngục mà thôi. Vì vậy tất cả chúng sinh nằm trong tam giới này, mà cơ bản là từ dục giới, mà là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời Atula, là những chúng sinh này nó còn nằm trong sự chi phối của nhân quả. Cho nên các vị biết rằng phước báo là một mức độ cao quý tốt đẹp, nhưng mà tốt đẹp trong tương đối. Bởi vì phước báo vô thường, phước báo thay đổi. Cho nên khi Đức Phật khuyến khích người tu tập giải thoát là không làm phước, nên nhớ là như vậy. Cho nên ý nghĩa của lục độ ba la mật hay là các phương pháp tu ba la mật rất quan trọng. Đôi khi các vị không hiểu rồi các vị nói lung tung. Chứ thật sự rằng cái ý tưởng tu ba la mật là vì sao? Vì một người tu mà tạo phước báo có nghĩa là người này phải tái sanh để hưởng. Mà còn tái sanh là còn nằm trong dòng nhân quả và chi phối của luân hồi. Vì vậy một người hành Bồ Tát đạo hay là người đi bằng con đường thánh đạo thì người này phải tu tập theo dạng ba la mật. Có nghĩa rằng tu không để lại phước báo hữu lậu nhân thiên. Bởi vì còn phước báo là còn tái sanh. Dầu sanh lên làm vua cũng là nằm trong luân hồi, cũng nằm trong thụ hưởng quả báo. Cho nên cái ý nghĩa vô lậu có nghĩa là một hành động làm tốt làm thiện mà những người này thực hành giới hạnh ba la mật thì tất cả những công hạnh đó trở thành quả vị vô thượng bồ đề, chứ không mang cái nghĩa là để tái sanh để thọ hưởng phước báo này. Cho nên các vị nhớ kỹ trong bài sám hối các vị đọc đó là: con nay phát tâm bất vị tự cầu nhân thiên phước báo thanh văn duyên giác Bồ Tát quyền thừa, chỉ mong cầu được bậc tối thượng thừa. Tức là con không cần thiết những phước báo của chư thiên đó. Như vậy ở đây chúng ta là người phàm phu, chúng ta ham phước báo là vì chúng ta còn sống trong tham ái, còn sống trong nhu cầu, còn sống trong trầm luân. Thì phước báo là điều may mắn của chúng ta trong cuộc đời này. Ví dụ ở trong cuộc đời cùng là con người giống nhau, nhưng mà chúng ta đẹp hơn, chúng ta giàu hơn, chúng ta quyền thế hơn, chúng ta khỏe mạnh hơn, đó là những người có phước báo. Nhưng mà cũng sống trong cõi đời người này, nhưng mà họ kiếm ăn khó quá, tìm một chén cơm manh áo rất khó, thân của họ không đoan chánh, muốn đoan chánh cũng không đoan chánh được, hoặc là nhiều bệnh tật, nhiều khiếu sót, nhiều cái tật nguyền, thế điều đó không ai mong muốn. Nhưng mà đủ duyên sanh ra trong thế giới con người, nhưng là thiếu phước để thành con người hoàn chỉnh. Vì vậy người này phải chấp nhận trả nghiệp với hình thái đó. Và như vậy khi gọi là trả nghiệp thì có sướng bao giờ? Những người mang thân phận đó có hạnh phúc đâu. Mặc cảm, khổ đau, đủ điều hành hạ. Như vậy cái gì gọi là trả nghiệp thì không thể gọi là sung sướng. Nhưng mà cái gì trả nghiệp cũng vô thường. Khi trả hết người ta sẽ thay đổi thân phận của mình trong đời này và đời sau. Đó là nguyên tắc. Vì vậy nhân quả nghiệp báo là một cái quy luật cho mọi hình thái chúng sinh trên cuộc đời này. Đức Phật không tạo ra cái đó đâu. Đức Phật chỉ giác ngộ ra, thấy như vậy, truyền đạt lại chúng ta như vậy. Chứ Đức Phật đâu phải là sáng tạo cái nhân quả. Có người nói nhân quả của Phật giáo thì thật ra Đức Phật khám phá thôi. Cũng như Newton khám phá được lực hấp dẫn, nhưng mà đâu phải lực hút trái đất do Newton tạo ra đâu. Ông đâu có tạo ra được cái đó. Ông chỉ là người nghiên cứu khám phá ra được cái đó thôi. Ông như một nhà một phát minh vậy thôi. Như vậy thì ở đây Phật cũng như một cái người tìm ra được những cái nguyên lý đó. Vì vậy khi nói đến ba la mật có nghĩa là đối với những con người giải thoát, những bậc thánh, các vị Bồ Tát nhìn thấy thật sự
dù là thọ hưởng cái hạnh phúc nơi cõi trời cũng không có hài lòng. Bởi vì vẫn còn vô thường, vẫn còn thay đổi, mai này hết phước vẫn tái sanh, vẫn còn nghiệp. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên các vị có thể coi lại cái bài giảng tôi giảng tại Mỹ, đó là cái bài giảng là phước vô lậu và phước hữu lậu. Các vị coi lại nè, bài giảng này tôi đã phân tích rất là chi tiết các vấn đề đó. Trong bài giảng này tôi không đề cập sâu, tôi chỉ dẫn nhập cho các vị thấy rằng một hành động ba la mật là thế nào, để không có tạo những cái phước duyên trong cuộc đời để tái sanh nữa. Cho nên các bậc thánh mà muốn đi vào niết bàn thì phải hưởng một lần tất cả những phước báo còn tồn tại trong cuộc đời này, và phải trả nghiệp một lần tất cả những dư báo còn lại trong thế giới này mới đi vào được vô dư niết bàn, còn bằng không không thể. Nên nhớ là như vậy, đó là nguyên tắc của quy luật. Vì vậy trở lại vấn đề của chúng ta, vấn đề là địa ngục là một hình thái chúng sinh là tạo nghiệp để rơi vào trong đó, và thời gian trả nghiệp cũng vô thường. Và sự cầu cúng của chúng ta trong những cái chúng sinh mà thân bằng quyến thuộc của chúng ta rơi vào địa ngục có tác dụng gì không? Ở đây có ai từng cầu cúng hay là làm lễ đám gì đó để cầu nguyện cho người thân mình qua đời không? Đưa tay lên đây. Tôi nghĩ hầu như tất cả đều có đó. Tôi nghĩ tất cả đều có đó. Và chúng ta có tin rằng là hành động đó chúng ta có tác dụng gì không? Có không? Ai nói hành động đó có? Đưa tay lên đây. Xin cảm ơn những cái tay đó. Vậy ai nói hành động đó không có? Đưa tay lên đây. Cũng cảm ơn những cái tay le que. Xin thưa các vị, thật ra vấn đề này đến hôm nay vẫn còn nó mù mờ, nó phân vân nơi các vị. Cơ bản nhất trong Phật giáo mà nói, Đức Phật dạy ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Một người này làm không thể người kia hưởng được, nguyên tắc là như vậy. Nhưng mà trong kinh Địa Tạng mở ra cho chúng ta một cái điều để gọi là như một phương tiện để mà gọi là an ủi cuối cùng cho tất cả những người thân, giúp cho người quá cố. Đó là theo cái tỷ lệ 7 phần công đức người quá cố hưởng được một phần. Đây là niềm an ủi. An ủi như thế nào? An ủi đó có nghĩa rằng những người cầu cúng lập đàn hay tạo nhiều phúc đức để hồi hướng cho người quá cố thì dĩ nhiên có một phần tác động trợ duyên cho tiến trình tái sanh của người quá cố. Nhưng mà mang cái nghĩa là có mối quan hệ huyết thống, tức là có cộng nghiệp với nhau trong một gia đình, thì cái tác động này gọi là trợ duyên, chứ không quyết định được. Quyết định là chánh nhân. Mà chánh nhân là của ai? Chánh nhân là của người qua đời. Bao nhiêu trợ duyên mà không có chánh nhân thì không làm gì được cả. Người đó cái nhân đã đọa địa ngục thì bao nhiêu trợ duyên cũng không thể móc người đó khỏi địa ngục được đâu. Nhưng chỉ có điều nếu nhiều trợ duyên thù thắng sẽ làm giảm đi thời gian trả nghiệp của người đó một mức độ nào đó theo tỷ lệ 7-1. Cái đó cho chúng ta hình dung thôi, nhưng mà quy luật của nhân quả sẽ đi theo một phần nào tương xứng đó đó. Mà tôi không thể giải thích được cái chi ly đó, bởi vì cái đường đi của nhân quả là một cái điều mà gọi là thật sự mà nói không phải ai cũng thể thấu được các vấn đề này. Một trong những cái điều bất tư nghì, trong đó có đường đi của dị thục, là cả chư Phật cũng cảm giác như bất tư nghì. Cho nên các vị biết là như vậy, đường đi của nhân quả là tính của dị thục cũng bất tư nghì. Và muốn hiểu dị thục thế nào, các vị nghe lại cái bài giảng tôi giảng là triết lý nhân quả, sẽ hiểu được cái tính dị thục, dị thời nhi thục, dị loại nhi thục, biến dị nhi thục, mọi thứ như thế nào. Tôi mé mé như vậy để các vị tự tìm, không giải thích hết đâu, giấu bài đó. Xin thưa các vị, như vậy thì những chúng sinh nào trong địa ngục và thời gian địa ngục là bao lâu, và người nào có thể còn tồn tại dính líu đến ở địa ngục là như vậy. Như vậy thì đối với một bậc thánh, địa ngục còn không? Không, người này đã vô sanh rồi làm gì còn vấn đề địa ngục nữa. Cho nên địa ngục không đối với tất cả những bậc thánh, địa ngục không với tất cả những người đã chấm dứt về nhân quả luân hồi tái sinh. Nên nhớ là như vậy. Ở đây khi địa ngục không là khi nào?
có một số người bị nhầm ngay cái chỗ không này, cho nên mới vội vàng nói rằng là không có địa ngục. Sự thật không là không với bậc thánh, còn tất cả những người phàm phu, người mê muội của chúng ta vẫn bị chi phối trong vòng quay của luân hồi của nhân quả, và trong đó địa ngục là một trong những cái đáng sợ. Người giác ngộ đắc đạo xem như người tỉnh mộng. Khi nào tỉnh mộng thì trong chiêm bao hoàn toàn kết thúc. Những chuyện chiêm bao là giả huyễn, là cuộc chơi. Còn nằm trong chiêm bao thì chiêm bao là thật. Có ai đang nằm thấy chiêm bao mà biết nó giả không? Đang chiêm bao là không biết giả. Mà biết giả khi nào? Khi tỉnh dậy, đúng không? Nằm bao thấy ma đè, phải không? Giật mình thức dậy, hú hồn nãy chiêm bao, có phải không? Đó, thành ra cái trong chiêm bao là thật với người mê, người đang ngủ. Và khi mà người tỉnh ngủ thì mới biết rằng đó là chiêm bao. Như vậy nhân quả luân hồi nó còn nằm trong người mê, tức là người còn bị chi phối bởi nhân quả, phước báo hay là tội nghiệp mọi thứ. Đó là việc mà chúng ta cũng cảm thấy rằng chưa giác ngộ thì chúng ta sẽ trả dai sòng phẳng trong hình thái của sáu đường đó. Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là những hình thái này chắc chắn rằng đối với những người chúng ta có nhiều cơ hội để đi qua. Nếu chúng ta không biết tu tập, hoặc là chúng ta đã từng đi qua nhưng mà chúng ta đã quên rồi. Như vậy thì ở đây những bản kinh đề cập đến vấn đề địa ngục mà tôi đã nêu, tôi muốn liệt nêu cho các vị những bản kinh gốc, những bản kinh căn bản mà dài lắm tôi không đọc hết đâu. Tôi chỉ chọn một vài đoạn để các vị thấy rằng đó là những bản kinh gốc từ Phật giáo, cả hệ Sanskrit cũng như hệ Pali. Hệ Sanskrit được dịch qua con đường của Hán truyền, rồi là Hán Tạng, và hệ Pali dịch trực tiếp qua bằng con đường tiếng Việt của chúng ta luôn. Thì bây giờ tôi xin liệt nêu ra một vài cái bản kinh căn bản mà tôi trích đoạn thôi. Đây là một cái bài kinh mà kinh Trung Bộ 3, là kinh Thiên Sứ, trong trang 425 và 440. Đức Phật có đoạn đề cập đến địa ngục như thế này. Tôi trích thôi. Trung Bộ là các vị biết là một trong những cái tạng Nikaya, gồm Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ứng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ, vân vân. Thì Trung Bộ Kinh này là những cái bản kinh mà tập hợp là những bản kinh vừa để nêu các vấn đề mà Đức Phật nói. Thì trong đây có một đoạn kinh Đức Phật nói như thế này: Này các tỳ kheo, ta với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân thấy các tôn chúng hữu tình chết đi, sanh lại, hạ liệt, cao sang, đẹp trai, xấu hình, thiện thú, ác thú, tùy theo hạnh nghiệp của họ. Ta nghĩ các bậc hữu tình này do thành tựu thân thiện hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, không có kích bác các bậc thánh có chánh kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với chánh kiến, các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú thiên giới ở đời này. Hay những vị hữu tình này do thành tựu thân, bỏ đoạn này đi, tới nữa. Hay các loài hữu tình này do thành tựu thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, công kích các bậc thánh có tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với tà kiến, các hữu tình sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào các loại bàn sanh. Hai các loại hữu tình, bàn sanh là súc sanh á. Hai các loại hữu tình này thành tựu thân ác, sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Và trong đây Đức Phật nêu một đoạn cơ bản nhất, dài lắm mà tôi trích thôi. Hình thái địa ngục Đức Phật nêu ra như thế này: Rồi này các tỳ kheo, các người coi giữ ngục ấy, bắt người ấy chịu hành phạt, gọi là năm cọc. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn tay, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn tay thứ hai, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân thứ hai, vân vân. Và này các tỳ kheo, các người coi ngục bắt người ấy nằm xuống và lấy búa chặt người ấy. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không thể mệnh chung, tức là đau khổ như vậy mà không thể chết được á, cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Có nghĩa là phải trả hình thái này cho đến bao giờ kết thúc về cái vấn đề trả nghiệp. Đây là một đoạn ngắn trong kinh Trung Bộ. Tôi trích cho các vị một đoạn ngắn nữa ở trong Trường Bộ và Trường A Hàm.
Trong trường bộ kinh là một trong những bài kinh dài nói về các vấn đề Phật pháp. Và trong đây cái bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn là một trong những bài kinh nói nhiều vấn đề. Và trong đây có một đoạn kinh đề cập đến địa ngục. Trong bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn của trường bộ, Đức Phật nói như sau: Này Vasetha vị Khatiya, đây là tên của người Ấn Độ, chúng ta cũng khỏi cần hiểu là cái gì. Làm tà hạnh về thân, làm tà hạnh về miệng, làm tà hạnh về ý, có tà kiến. Do tà kiến, tà nghiệp làm nhân duyên, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào khổ giới, ác thú đọa xứ địa ngục. Này Vesatha, vị Bà La Môn, này Vesatha, này vị Suda, làm tà hạnh về thân, tà hạnh về miệng, tà hạnh về ý, có tà kiến. Do tà kiến, tà nghiệp làm nhân duyên, sau khi thân hoại mạng chung sanh vào khổ giới, ác thú đọa xứ địa ngục. Như vậy các vị thấy rằng kinh điển của Đức Phật bàn bạc đề cập đến địa ngục. Ngoài bản kinh chúng ta từng biết, đó là bản kinh Địa Tạng đó. Nhưng mà bản kinh Địa Tạng này rút tỉa từ các bản kinh gốc này. Và các vị sẽ thấy bản kinh Trường A Hàm mô tả chi tiết y chang như địa ngục trong kinh Trường A Hàm. Tôi trích tiếp một đoạn trong kinh Trường A Hàm. Đây là những bản kinh hệ Sanskrit và được dịch qua Hán Tạng. Kinh Thế Ký, Trường A Hàm, phẩm thứ tư, phẩm địa ngục. Đức Phật bảo các tỳ kheo: Bên ngoài của bốn châu thiên hạ có 8.000 thiên hạ bao quanh, lại có biển lớn bao quanh 8.000 thiên hạ, kể đó là núi Đại Kim Cang bao bọc biển lớn. Bên ngoài núi Đại Kim Cang này có núi Đại Kim Cang thứ hai, giữa hai núi này có một cảnh giới mờ mịt tối tăm, như anh đó vừa nói đó. Mặt trời mặt trăng các vị thần trời dù có đủ quy lực cũng không thể dùng ánh sáng soi chiếu đến đó được. Có nghĩa là không có nghiệp cảm thì không thể có mặt nơi đó được. Ở nơi này có 8 ngục lớn, mỗi ngục lớn có 16 ngục nhỏ. Địa ngục lớn thứ nhất gọi là tướng, thứ hai địa ngục gọi là hắc thằng, thứ ba địa ngục đôi áp, thứ tư địa ngục khiếu quán, thứ năm địa ngục đại khiếu quán, thứ sáu địa ngục thiêu chích, thứ bảy địa ngục đại thiêu chích, thứ tám địa ngục vô gián, vân vân. Và ở đây diễn tả trong các hình thái của các địa ngục, tôi trích một số đoạn thôi. Vì sao gọi là địa ngục tưởng? Vì chúng sinh trên đó, trên tay chúng mọc móng sắc, móng này vừa dài vừa bén, chúng thù hận nhau, luôn có ý tưởng độc hại, dùng móng tay cào cấu lẫn nhau, chạm tay vào chỗ nào, chỗ đó thịt rớt xuống, tưởng đã chết, có cơn gió lạnh thổi đến, da thịt sinh ra trở lại, giây lát chúng sống lại đứng dậy, và tự mình có ý tưởng rằng nay ta đã sống. Chúng sinh khác nói, ta có ý tưởng ngươi đang sống, vì sự tưởng này cho nên gọi là địa ngục tưởng. Lại nữa chúng sinh trong địa, cái khác đi, tiếp tục ra nhiều hình thái khác nữa. Một cái nữa thôi, những chúng sinh ở trong đó chịu khổ khá lâu, khi ra khỏi địa ngục tưởng hốt hoảng chạy càng để cứu mình, nhưng vì tội quá khứ lôi kéo nên bất ngờ lại đến địa ngục hắc xa. Bấy giờ có một cơn gió dữ dội bốc lên, thổi cát đen nóng dính vào thân nó, khiến toàn thân đều đen giống như đám mây đen. Cát nóng đốt da hết thịt vào tận xương. Sau đó trong thân tội nhân có một ngọn lửa đen bộc phát, đốt cháy quanh thân. Rồi vào bên trong chịu các khổ não, bị thiêu nướng, cháy nám. Vì nhân duyên tội nên chịu khổ báo này, nhưng vì tội chưa hết khiến họ tội nhân không chết được. Vân vân, rất là dài nguyên một cái phẩm địa ngục. Và các hình thái này được kinh Địa Tạng sao chép biên tập lại thành các cái ngục khác nhau. Ở trong đó là nêu ra địa ngục này, địa ngục kia, địa ngục này hình thái này, địa ngục kia hình thái kia. Thật sự hoàn toàn những cái vị tổ sư của Trung Hoa không tài nào tự mình mà sáng tạo được. Không thể nào tài nào bằng cái cách nhìn nào để có thể tự dựng lên một điều như thế được. Nếu không có cái nhìn của các bậc tệ giác hoặc những người đã đắc đạo bằng thiên nhãn, thấy được đường đi nước bước của mọi chúng sinh, thấy được mọi thế giới, thì không tài nào hiểu ra được điều này. Và riêng bản kinh mà rất là cơ bản là kinh gối đầu giường của những người bên Nguyên Thủy Phật giáo, đó là kinh Pháp Cú. Kinh Pháp Cú là bản kinh gối đầu giường của những người bên Phật giáo Nam truyền.
Và trong phẩm 22 dành chọn một phẩm nói về địa ngục trong kinh Pháp Cú, các vị về lật lại xem có phải vậy không. Như vậy từ kinh Nguyên Thủy cho đến kinh Đại Thừa, Bàn Bạc và các kinh khác dù không đề cập đến một phẩm trọn vẹn nói về địa ngục cũng vẫn đề cập đến những chữ địa ngục trong nhiều tình huống khác nhau. Vậy mà có những người chính là tu sĩ mà chúng ta lại không thừa nhận về điều đó. Sự thật thừa hay không là việc của chúng ta. Tôi nghĩ thừa nhận cũng bằng thừa, khỏi nhận cũng thế. Riêng tôi là như vậy. Cho nên hồi nãy tôi nói với các vị, khi tranh cãi vấn đề này, chúng ta tự nhiên chúng ta thấy nó ngại gì đâu. Mình là một con người học Phật, điều này đã rất rõ, chứ không cần ngồi đó mà phân bua. Những người không học Phật không biết, họ có thể hỏi ta địa ngục có không, địa ngục thế nào, vì người ta đang tìm hiểu, người ta cần học tập. Còn ở đây chúng ta là người học Phật mà chúng ta còn phân vân chuyện này, bản thân chúng ta còn chưa xác định nữa, rồi làm sao chúng ta hướng dẫn người tu. Nhưng mà trên cơ bản đưa ra một hình thái địa ngục, cái đó có lỗi gì? Cơ bản nhất không có lợi thì thôi, chứ không có bất cứ một cái lỗi gì cả. Đức Phật là người đã giác ngộ thấy rất rõ, đưa cho chúng ta nhìn thấy vô vàn hình thái khác nhau để mà chúng ta ý thức cho việc tu hành. Chứ Đức Phật hăm dọa chúng ta để làm gì? Tôi đã từng nói với các vị, Đức Phật đâu phải nhà tôn giáo đi gom các vị để làm gì đâu mà hăm dọa. Tôn giáo thì đi gom về các vị về một cái mục đích nào đó tôi không biết. Nhưng mà các vấn đề của Phật Pháp là không vì lý do đó. Không vì lý do muốn đi gom mọi người, cũng không vì lý do đi khủng bố tất cả mọi người. Cũng như bác sĩ khám bệnh chúng ta là chỉ cho chúng ta thấy rất rõ bệnh gì phân tích. Nếu bác sĩ có lương tâm chỉ cách cho chúng ta giải quyết các vấn đề. Chỉ có bác sĩ dởm mới hù bệnh nhân. Đức Phật không hù chúng sinh, mà thấy làm sao nói như vậy để lại những điều đó cho cuộc đời. Và ta may mắn ta tiếp nhận được điều đó. Nếu không tiếp nhận được điều này, với phàm phu mắt thịt này, với nhiều nghiệp chướng che đậy này, làm sao chúng ta thấy biết được điều đó? Chúng ta trở nên sống liều mạng và mù quáng. Cho nên rất nhiều vấn đề xảy ra. Có những người cho chết là hết. Có những quan điểm, có những học thuyết cho chết là hết, rất nguy hiểm. Và có người cho rằng địa ngục là cái cách nói ra để đe dọa, là các trạng thái của tâm. Một người tu nói như vậy cũng rất nguy hiểm, bởi vì vô tình đẩy cho con người ta trở nên liều mạng và sống ác. Chết là hết, nếu điều này như thật và con người chúng ta cảm nhận được điều đó như thật, hoặc là không có địa ngục ở một ngày mai sau khi qua đời, sự thật với các vị sẽ thấy sự khủng khiếp trong thế giới này. Nếu không có ngày mai, các vị sẽ thấy con người mình dẫm đạp trên lưng thường đạo lý và sống tội ác và bất nhân và mọi thủ đoạn một cách ghê gớm tới cỡ nào. Xin thưa các vị, nếu không có một ngày mai, cần gì tu hành? Nếu không có một ngày mai, cần gì bố thí? Nếu không có một ngày mai, cần gì đạo đức? Nếu không có một ngày mai, cần gì lương thiện? Tôi nói thẳng ra là như vậy. Tự thân về mặt giáo dục là quá tốt rồi. Giáo dục để ít nhất con người cũng cảm thấy rằng sống hôm nay biết ngày mai, lỡ có tạo ác cũng biết chỗ dừng một chút. Bởi vì dầu sao cũng còn chừa cho mình một cái lối nào đó để mà có hướng đi mà tồn tại. Còn một khi mà chúng ta không biết ngày mai, và ngày mai cho rằng chết là hết, là chết liền. Một khi quan niệm đó là đúng, hoặc thật sự quan niệm đó nằm phổ biến trong quần chúng, thì các vị sẽ thấy rằng nỗi khổ, triền miên và tội ác ghê gớm mà không có chỗ dừng. Đây là một sự thật. Nhưng mà khi đạo đức Phật giáo đưa ra những hình thái này, không phải là cái việc mà gọi là hù dọa. Cái này nó cũng giống như các nhà khoa học, các vị bác sĩ đưa ra cảnh báo cho chúng ta bây giờ ăn cái này bệnh, ăn cái kia bệnh vậy đó, để chúng ta bớt ăn lại, ý là đưa bệnh vậy đó, mà còn bày ra ăn tùm lum loại. Còn nếu mà không đưa bệnh như vậy thì mai này bệnh viện không có chỗ mà chứa. Bây giờ đã không có chỗ chứa rồi. Các vị vô mấy cái viện ung thư coi, có giường nào mà nằm một người không? Ung thư đau khổ muốn chết, quằn quại muốn chết, mà một giường nằm 2-3 người, nằm trên giường, nằm trên đất, nằm hành lang. Thậm chí có những bệnh viện không nhận thêm bệnh nhân nữa luôn. Ngày xưa làm gì ung thư dữ vậy? Mà ý là các nhà khoa học, các bác sĩ cảnh báo hết rồi mà còn vậy đó. Còn nói rằng ăn đi, ăn nhiều đi, ăn cho cố đi, tốt lắm. Rồi ba cái bệnh viện đó còn chưa nổi nữa. Các vị nhớ là như vậy. Cũng vậy, cái vấn đề này khi Phật đưa ra,
Khi Phật giới thiệu ra các vấn đề đó, và người truyền bá đạo Phật đã đưa cho chúng ta thấy rất rõ. Như vậy đó mà còn ngăn chưa nổi tội ác của con người. Khi tham dục chi phối, khi ganh tị chi phối, khi sân si chi phối, nó còn đẩy cho người chúng ta đến nhiều cái quan trái, nhiều tội ác ghê gớm như vậy. Còn huống gì là cho chúng ta một cái quan niệm cục bộ. Khi quan niệm cục bộ kết thúc một đời này thì mặc tình mà chúng ta sống đã một đời thôi. Nếu đúng nghĩa như vậy, người ta giác súng đi ăn cướp hết chứ ai dạ gì đi làm thầy chùa. Xin thưa các vị là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta không đủ khả năng và trí tuệ để nhìn sâu như vậy. Nhưng mà Đức Phật đã cho chúng ta đủ điều kiện nương vào hiểu biết của Đức Phật để biết vấn đề đó. Cũng giống như chúng ta không có khả năng biết về vi trùng, về mọi thứ, thì các nhà khoa học, các vị bác sĩ cho chúng ta biết về điều đó. Nhưng như vậy thì chúng ta học Phật cũng vậy thôi. Vì vậy trong cái bài giảng này, địa ngục có hay không, tôi nhằm chia sẻ với các vị hai vấn đề cơ bản mà tôi muốn nói. Thứ nhất là để xác định lại một vấn đề rất căn bản, một thuật ngữ rất chuyên môn của Phật giáo mà tất cả chúng ta đều phải nắm. Và thứ hai nữa, đưa ra như vậy để các vị cảm thấy rằng một mức độ giáo dục về đạo đức tuyệt vời, nhờ có những cái hình thái khổ đau để trả giai nhân quả như vậy, con người ta sẽ sống có lương thiện, sống có ý nghĩa, sống tốt lên, sống biết nhường cơm xẻ áo, sống có hy sinh. Và cuộc đời này cần lắm những con người như vậy. Về mặt đạo đức xã hội đã góp phần làm cho cuộc đời đẹp hơn. Về mặt sâu thẳm, để giúp cho nhiều chúng sinh tránh rơi vào những con đường khổ đau mai này như thế. Những con đường đó là một quy luật rồi. Vì vậy lời Đức Phật dạy như một chân lý, không lệ thuộc vào niềm tin của chúng ta. Đạo Phật không đến với mọi người bằng niềm tin. Đức Phật dạy trong mọi kinh là chúng ta đến để thấy. Những tôn giáo khác bằng niềm tin để lôi kéo chúng ta. Đức Phật không dạy chúng ta niềm tin. Đức Phật đã từng nói trong các kinh, ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Có nghĩa tin Phật mà không hiểu Phật là quỷ bán Phật. Giống như các vị là người đạo Phật mà các vị hành tà đạo, cho ta nói Phật giáo tà đạo vậy đó, Phật giáo bậy bạ vậy đó. Các vị ở ngáp mà các vị xưng là đạo Phật, cái người ta nói đạo Phật gì mê tín, gì tà kiến. Đạo Phật ở ngáp, người ta chửi đạo Phật chứ đâu chửi người ở ngáp đó đâu. Như vậy có phải là các vị tin mà không hiểu Phật, các vị hoặc vị phỉ báng Phật không? Nhiều những người mà theo Phật Pháp mà vì không hiểu Phật Pháp, cho nên hành những cái tà kiến, những cái mê mờ với danh nghĩa của thầy tu, với danh nghĩa của cư sĩ Phật tử. Cho nên ta nói đạo Phật là vậy 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 đó. Chứ thật sự cái đó quan trong Phật quá đi. Bị mấy cái đệ tử tà kiến nó làm quan trong Phật. Ông Phật đâu có nói cái đó đâu. Ông Phật đâu kêu nó đốt vàng mã đâu, đốt vàng mã ở tại chùa đầy hết trơn trọi. Cái người ta nói Phật giáo vậy đó, ông Phật chủ trương vậy đó, có quan Phật không? Sự thật đốt vàng mã cũng không tốt không xấu. Cái việc đó tùy phong tục tập quán tín ngưỡng xã hội. Ở đây tôi thấy có nhiều nơi phê bình, hoặc trong Phật giáo có phê bình, nhưng riêng tôi chỉ phân tích một cái điều cơ bản. Phê không phê nhưng mà không khuyến khích. Tôi cứ cho cái đó như vậy. Ngày đám giỗ, đám quải, tuần gì đó của ông nội mình, ba mình, má mình. Mà mình ở đây vì vấn đề là trong Phật giáo không cho cái đó, hay là quý thầy cấm nó thế. Cho nên khi mình đem lên mình cúng, mình dọn đơn giản con gì, trái cây hay là có cái gì đó, cây nhang gì đó, mình thấy sao nó lạnh lẽo, nó đơn điệu quá, thấy nó xót xót. Nên ở đây mình thấy cúng như vậy nó không có trang nghiêm, nó không có thỏa mãn cái nguyện vọng của người cúng. Cho nên mình mua vài tấm vàng bạc về, mình đốt có nhang, có khói, có nghi ngút, có đèn cầy, có tất cả mọi thứ. Cái đó tôi cho là văn hóa nghi lễ. Chúng ta dùng cái đó như thêm hương, thêm hoa, thêm khói, thêm nhang, thêm nồng ấm gì đó cho cái buổi cúng. Cái đó lỗi gì? Riêng tôi không thấy lỗi gì hết. Hoặc không khuyến khích. Mà ở đây chúng ta cúng cũng không nhằm cho cái người chết được cái gì, mà chúng ta vì nghi lễ cho nó có nghi ngút trang nghiêm, mà thỏa mãn người muốn cúng cho người thân mình. Vậy thôi, tôi cho đó là nghi lễ. Nhưng chúng ta suy nghĩ rằng nó nhà mình nghèo, ông nội mình chưa có xe quay kỳ chạy, sau này chết rồi. Bây giờ trong đầu nghĩ từng 49 ngày của ông nội, ra ngoài giác chiếc xe tổ bố bằng giấy về đốt, để cho ông nội mình chứ có xe quay kỳ chạy. Hả?
rồi này kia cái nọ, người hầu và điện thoại. Ngày xưa ông nội mình cái thời điểm đó chưa có iPad, iPhone, công nghệ chưa phát triển như vậy, cho nên là nghĩ ông nội mình cũng phải rất là muốn xài nhưng mà không biết sao xài, cho nên ra đẩy vài chục cái iPad, iPhone về đốt để xuống dưới chọn xài cho đã. Xin thưa tất cả các vị, quan niệm vậy là mê tín, quan niệm đó là mê tín. Còn cái cách mà dùng hương khói bằng cách để làm nghi lễ, tôi tôn trọng cái đó, Phật không dạy, Phật giáo không chủ trương, nhưng mà chúng ta về mặt nghi lễ, về mặt tập tục phong tục gì đó, các vị làm tôi thấy chuyện bình thường, chuyện bình thường dưới cái cảm nhận tôi là như vậy. Thành ở đây tôi trở lại vấn đề người học Phật mà không hiểu các vấn đề, tin Phật mà không hiểu, cho nên chúng ta quỷ bán Phật, còn hàng trăm thứ quỷ bán khác nữa. Chúng ta bày trò để hướng dẫn người ta tu tập tà kiến, rồi để người khác, người trí nhìn thấy được cái đó là sai với chánh pháp, cái đó là tà kiến, thì người ta cũng chỉ trích đạo Phật, chứ người ta đâu chỉ trích ngay người đó đâu. Cho nên đạo Phật không cần thiết để mà hướng dẫn người ta bằng niềm tin, mà ở đây Đức Phật dạy chúng ta cần phải thấy bằng trí tuệ. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy một câu: Phật pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Đây là những câu sáng giá trong các kinh Phật giáo. Lời dạy của Đức Phật đến để mà hiểu, mà thấy chứ không phải đến để mà tin. Và cái thấy, cái hiểu đó phải người trí mới thấy hiểu được. Người tà kiến mê mờ không thấy được, không hiểu được. Cho nên đây trong nội dung của bài giảng này nhằm giải mã các vấn đề nghi vấn mà tôi thấy còn lợn cợn trong cộng đồng Phật tử của chúng ta. Một vấn đề tôi nghĩ nó nghiễm nhiên là như vậy, nhưng không hiểu tại sao trong một thời gian này lại rầm rộ lên. Rầm rộ lên ở đây có phải là bị tác động bởi một vài cái tác động tiêu cực nào đó hay không, tôi không biết. Nhưng mà nó có tính cách như vậy để người ta cho rằng Phật giáo từ xưa giờ đã đưa ra vấn đề đó đã sai rồi. Nó nói như vậy, chân lý thì muôn đời vẫn không thay đổi. Dù chúng ta có hiểu, có tin hay là gì không, đó là quyền của tất cả chúng ta. Mong rằng với một bài giảng nhỏ này sẽ góp một phần nào đó cho quý Phật tử có thêm cái sự định hướng nhận thức trong các vấn đề Phật học, mà vững tin, mà tinh tấn trên con đường tu hành. Xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật.